ra đi ra. Come on.
ơn được Tân Yên nha, nhà anh em Bắc Linh mình bắt đầu rồi mọi người nhá. Bắt luôn không có mật khẩu, không có mật khẩu. Không cần mật khẩu nữa. Không bắt cậu. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, như vậy là chặng đường một năm vừa qua rồi chúng ta thì cũng đã chuẩn bị khép lại rồi. Và ngay ngày hôm nay đây thì chúng ta đã cùng nhau hiện diện và có mặt tại khán phòng của khách sạn Kinh Bắc, cùng nhau nhìn về một chặng đường một năm vừa qua mà chúng ta đã đi, cũng như nhìn tới những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong suốt một năm vừa qua, cũng như chúng ta đã cùng nhau hiện diện tại khán phòng ngày hôm nay để cùng nhau gửi lời tri ân tới toàn thể các anh chị em, những người thân của mình cũng đã giúp đỡ những anh chàng đồng của mình đã đi trong suốt một năm vừa qua. Và những người làm chương trình xin phép thay lời cho toàn thể các anh em xin gửi lời kính chúc năm mới tới toàn thể quý vị, kính chúc quý vị chúng ta có một năm mới Kỷ Hợi 2019, một năm mới với tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và kính chúc quý vị chúng ta có một năm phát tài phát lộc, sự trân trọng, kính chúc quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, các quý thân mến, để mở đầu cho chương trình nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với nhóm nhảy The Star. Vâng, và sự trân trọng kính mời. Mà kém mà anh nó ăn giật, anh nhỏ mà nó ăn giật. Mà một chỗ bố không đang ghi 4 giờ. Bố phát trực tiếp cho người xem thì có khi bố phải dùng 5 giờ. Nhưng mà buồn nhé. Sau khi chia tay với chương trình 13 thì quý vị chúng ta cùng nhau hô chúc mừng năm mới nhá. Okay.